Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay là buổi chiều cả nhà ơi. Tài đang có chuyến đi Phú Yên cả nhà. Hiện tại thì Tài đang ở quận Nhất nha. Thì ra tới ngoài Phú Yên thì tầm khoảng gần 600 cây cả nhà. Thì đi thời gian nó sẽ rơi vào tầm khoảng 9 đến 10 tiếng. Thì mời cả nhà theo chân Tài ha, để cuộc hành trình này để mình ra Phú Yên có cái gì hay không mà Tài sẽ chia sẻ lại cho tất cả mọi người xem ha. Rồi, lên xe cả nhà ơi. Chào cả nhà, hiện tại bây giờ là 4 giờ 20 sáng cả nhà. Thì Tài cũng đã tới bến xe Phú Yên rồi cả nhà ơi. Khá là nhanh luôn nha. Tài đi lúc Tài ở thành phố Hồ Chí Minh lúc 6 giờ chiều. Tài tưởng đâu khoảng 8 giờ mới tới, ai ngờ đâu mà sớm quá, 4 giờ. Và bây giờ Tài ngang ở chỗ Phương Trang để đi xe trung chuyển vô thành phố Tuy Hòa nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thì giờ Tài đi xe trung chuyển ra tới 35 Lê Thánh Tôn để thuê xe nha cả nhà. Đó. Hai chiếc tay ga, một chiếc xe số để chở một đống đồ. Rồi, trước khi đi chơi thì Tài có ghé quán ha, chị Yến 118 Hùng Vương để ăn sáng nha cả nhà. Rồi, mời cả nhà ăn bánh hỏi lòng heo nha cả nhà. Có thêm chén cháo lòng nữa, quá là tuyệt vời. Tên rất là đẹp luôn cả nhà. Rồi, tới đây mình vô mình rửa xe nha cả nhà. Dạ. Chắc chắn là hồng luôn. Rồi, chào cả nhà, đây là địa điểm đầu tiên ha cả nhà. Đây là tháp Nghinh Phong nha cả nhà. Đó, rất đẹp luôn. Và buổi sáng bình minh nữa. Dưới biển nữa ha. Rồi, bây giờ mời cả nhà theo chân Tài ha. Thác Nghinh Phong đây. À, Nghinh Phong ha, xuống 30 mét. Đây, cắm chó bãi tắm biển công viên quảng trường ha cả nhà. Quá là đẹp luôn cả nhà ơi. Bình minh lên. Đây, bây giờ mình tiến lại gần nha cả nhà. Quá đẹp luôn, hoa văn ha. Trời ơi.
Đó, quá tuyệt vời. Tuyệt vời quá cả nhà ơi. Đó, bãi biển thì sáng có nhiều người ta tắm ở dưới đó ha. Đó. Biển trong xanh. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ là xong địa điểm thứ nhất nè, bây giờ qua địa điểm thứ hai nha cả nhà. Cả nhà, đây là nhà thờ Măng Lăng hay cả nhà. Rồi, chào cả nhà. Hiện tại thì Tài đang trước nhà thờ Măng Lăng nha cả nhà. Thì ở ngoài trước thì kế bên nè có chị bán nước nè, bán trà bí đao rồi ha, nước mía, dừa rồi á. Bán kem nữa ha. Hồi nãy là vô Tài cũng thấy có một đoàn vô đây á cả nhà. Thì hiện tại bây giờ là có cha đang giảng ở trong đó ha. Dẫn cả nhà đi địa điểm tiếp theo ha. Đó là cầu gỗ Ông Cọp trên cả nhà. Đây đường vô nè. Hai bên là ruộng lúa rất là đẹp. Phía xa xa kia là núi ha. Thuộc thôn Văn Hóa Bình Thạnh nha cả nhà. Rồi cả nhà, cuối cùng cũng tới rồi nha cả nhà. Giờ Tài dẫn mọi người qua cầu nha. Đây cả nhà, có mấy chỗ nuôi cá nuôi tôm vậy nè cả nhà. Đó, có người đang bắt cá dưới luôn ha. Xa xa chỗ đó là cát cả nhà. Ở bên đó là đường núi ha. Đó, có mấy cái chỗ dân dớn bắt cá nữa kìa. Chùm kín mít luôn. Trời ơi, chạy trên cầu này cả nhà, không dám chạy nhanh đó cả nhà, chạy từ từ.
sợ nó gãy cái cầu quá nghe nha. Nhiều anh qua cầu là 10.000 nha cả nhà. Bảng giá qua cầu anh cả nhà. Ở đây thì mấy bên đây cầu có cái quán nữa nha. Lấy cho em ly cà. Đẹp luôn nha. Check in chiêu chiêu rồi. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ cũng check in địa điểm là xong nha. Thì bây giờ mời cả nhà theo chân Tài để mình đi đến một địa điểm khác nữa, đó là Vực Ông nha cả nhà. Thì cũng gần đây rồi ha, mời cả nhà ha. Thì trên đường đi Vật Ông á, thì Tài có ghé quán Ruby Coffee nha cả nhà, ngay chỗ quốc lộ 1D Sơn Hải, sông cầu Phú Yên ha. Đó, buổi trưa quán này rất là mát mẻ luôn ha, có rất là nhiều cây đó. Quán của anh chị có chim đồ rất là nhiều nữa. Ồ, quá đẹp luôn. Cả nhà ơi, sẵn nghỉ trưa rồi ăn cơm luôn. Trời ơi, ăn cơm mà ở chỗ mát mẻ là chim hót líu lo cả nhà. Trời ơi, nó ngon. Chưa ăn là thấy ngon rồi đó. Ăn uống xong thì nhờ em của chị chủ quán dẫn đi vô trong Vực Ông nha cả nhà.
Rồi cả nhà ơi, sau khi đi hồi nãy giờ đường rất khó đi thì Tài cũng đến vực ong nè cả nhà, rất là đẹp luôn. Để Tài di chuyển xuống là Tài quay cho cả nhà coi ha. Đây cả nhà, có cái chỗ camping ha, cắm trại đồ đó. Đây. Đây cả nhà, cái hồ này là cái hồ sâu khoảng 3 mét đó cả nhà, thì họ tắm xuống dưới hồ này ha. Đó. Rồi một cái hồ ở trên đó nữa. Rồi bây giờ Tài di chuyển lần đó nha. Đây. Đó, có mấy cái chỗ camping nè cả nhà. Đây. Đây có cái chỗ nấu nướng đó nè. Trời ơi. Nồi niêu xoong chảo nè. Nồi niêu xoong chảo luôn. Quá vip. Ủa là về gì á hả? Dạ. Bây giờ về hả? Dạ. Phan gửi tiền. Đó đi xuống đó. Không nhớ, không phải nhớ nữa. Ồ, có cá kìa cả nhà. Vực ong. Tên. Ở đây có cây võng nè cả nhà. Trời ơi. Nằm võng cả nhà, nghe tiếng suối chảy, tiếng chim kêu, ôi còn gì bằng. Bên này có cái chỗ nướng nè cả nhà. Đó. Nãy bên kia thì trong đó thì có cái chòi ha, có chén rồi nấu nướng rồi luôn đó. Rất là trong luôn cả nhà. Xíu nữa Tài xuống dưới tắm nè. Quá là đẹp.
Rồi cả nhà, sau khi tắm xong rồi bây giờ Tài chạy tới ngay chỗ làng chài nha cả nhà. Hiện tại thì Tài đang ở chỗ là làng chài An Hải nha cả nhà. Thì bây giờ là đi đò qua bên ngay chỗ là Cù Lao Mái Nhà nha. Thì tối nay Tài sẽ ở bên Cù Lao Mái Nhà cả nhà. Đó. Trước khi qua bên Cù Lao thì bây giờ Tài đi vòng vòng để mua một số đồ cả nhà để qua bển ăn. Chứ bên đó hiện tại thì không có bán gì ăn hết cả nhà. Bên đó chỉ cho mướn lều nè. Có bán mà bán đồ ăn vặt ha vậy hả? Đây cũng xe rất là nhiều anh cả nhà, xe du lịch luôn. Thì ta nghĩ là chắc bên đó không có vắng đâu cả nhà, bên đó chắc cũng đông. Có bán đồ câu cá nữa ha. Đây có chị bán nước mía, bánh tráng trứng. Ủa, rồi dưới kia là bán cái gì chứ chị hả? Ở đây đang bán tráng trứng. Bánh canh. Bánh canh. Ờ đúng dạ. Rồi, đâu muốn ăn mấy cái đó đó. Ờ dưới đó, dưới biển anh. Sợ dạ. Bây giờ bánh canh làm con rồi. Đâu ai biết đâu còn trẻ. Thôi gì thôi thì đi xuống dưới đại đi chứ hồi đó chết luôn. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Xuống biển á, xuống ngay chỗ. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Cho áo cưới lên cả nhà. Đây. Trong đây cô. Cô bán hải sản này cả nhà. Khu này là bán ghẹ nè ha. Cá bao nhiêu ký vậy cô? Cá. Cái đồ cái là cá hồng nha. Cá hồng. Đây là cá hồng này nha. Đây là cá chim. Đây là cá mú, cá gì? Đây là cá dìa. Này bao nhiêu ký? Cái này à, cái này 170 ký. Còn này cá hồng đó ăn cá hồng 120. Cá hồng 120 hả? Ừ. Cái ăn cái gì? Thôi cái nào rẻ em mua. Ăn cá hồng không? Đó nè. Đây cả nhà, hai con. Thôi mua nhiêu cái? 8 ký rồi con. Dạ. Đựng ký. Ký là 170 nha. Dạ. Cá này cái gì rồi con? Cái gì à? Dạ. Ở đây cô bán giá sỉ mà con bán mất rồi. Cái đây cô cũng đâm đóng đi cho người ta cá hồng ra nấu cháo đi. Cái này cũng một ký nó yếu một chút rồi, rồi cô lấy 101 rồi. Dạ. 170 là 208. Hai con cá 208 nha cả nhà, rất là rẻ luôn. Nè con, 208. Ok cô. Hai con cá 208. Rồi lấy con hai cá đi. Con ăn gì nữa? Đi qua bên kia thì gửi xe ở đây luôn nha cả nhà. Đó, gửi xe ở cô luôn. Rồi, ok. Qua đây gặp mẹ đi mua gặp luôn.
À. Thôi chuyến sau đi. À, chuyến sau qua cô nha. Đây cả nhà. Giờ xuống làng chài ha, quán đầu tiên luôn, quán của cô. Đó, lỡ kêu anh kia rồi. Cái bao này đó. Dạ. Thôi, anh dễ thương quá anh phụ nha. Trời ơi. Rồi, cảm ơn anh. Đây cả nhà. Làng chài. Nghe là cái điện thoại ta đâu cái rồi ta nở rồi nè. Ê ở đâu túi có không? Ginh lên để ướt. Ôi cuối cùng cũng lên rồi cả nhà ơi. Cuối cùng cũng tới nha cả nhà. Còn cái bự nữa Tâm ơi. Tâm. Ôi. Chúc mấy đứa buổi tối vui. Không có anh thì vui hơn. Đúng rồi, không có anh em buồn quá. Nó vô nấu thì nó hơn. Kệ. Cô đó là gì? Cô đâu? Rồi cả nhà. Hồi nãy mình mua cá hả? Qua đây có cô đây. Cô có dịch vụ để nấu ăn luôn nha cả nhà. Cô nấu giùm mình luôn ha. Rồi cả nhà ơi. Tâm ơi. Nãy giờ mình lên xong rồi. Bây giờ mình đi đi vòng vòng nè. Đi vô cô để cô nấu cháo nãy giờ. Nhờ cô đang nấu cháo nha cả nhà. Nấu cháo với nướng. Là chú. À nướng ở ngoài đây luôn hả chú? Để về đó sẵn từ ta bỏ than vào nướng luôn. Dạ. Đây cả nhà nướng ngoài đây luôn ha. Đây cô đang bắt cháo hả cô? Đâu, bắt cháo. Đây. Cô đang nấu cháo rồi cả nhà. À, cô nấu cháo á. Dạ.
Dạ. Ở trong đây điện là điện đây là điện bình. Còn trái đông á, đông là với nổ mấy nổ là con. Dạ dạ. Nổ mấy nổ là điện sáng trời cho đất ở dưới đó. Dạ là xíu có nổ không con? Hả? Xíu có nổ máy điện không? Không, có bốn đứa mà nổ gì. Dạ. Đông à. Dạ đông là đông có. Đông là với nổ mấy điện con ngoài tại xăng mắt mà. Dạ dạ dạ. Cho nó đủ tiền xăng chứ có bốn đứa mà nổ máy điện thôi cho nó lỗ. Dạ. Bốn đứa ở trong điện bình mà nó nói mà con có điện mà. Dạ dạ dạ. Thì hồi có gì con sạc pin đâu vô đây con nhờ sạc đây được hả con? Dạ pin điện thoại đâu đó. Dạ dạ. Đây cả nhà. Thì ở trên đây là xài bằng bình ắc quy nha cả nhà. Còn mà cái chỗ mà xíu nữa tại tại cắm trại á thì chỗ đó là có máy phát điện nhưng mà tài ra có 4 người cả nhà nên là không có ấy máy phát điện nha. Hay quá trời ơi. Hình như 500 mấy á. Nhiêu? 550. Trời ơi nãy con bằng cá mà không có điện hả? Không. Để tới phun không có điện con làm đây. Rồi quay dùng clip với ba. Hả? Ờ yên tắm mày con. Quay dọc á. Tắm đi. Dạ dạ. Đây cả nhà, đây là cái giếng nha. Cái giếng này tối mình tắm nha cả nhà. Là nhắm tắm được không? Giờ không, giờ không tắm là không có nước đâu tắm đó. Giờ vô sói mọc. Mà hồ nó gích lắm á, nước biển mà. Dạ 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 được rồi. Thôi, vô sói một cái đi. Cạy đi. Chứ nước biển nó ấy lắm. Dạ dạ. Ủa kìa, bây giờ tắm lại đi có sao không? Nước dơ, phụ nữ mà. Ủa, nữ ủa ấy lên thử coi nó làm sao? Thấy như ông đâu dội cái xong. Được rất nhiều. Rồi, hello cả nhà. Một trải nghiệm là tắm nước giếng nha cả nhà. Đó, lấy lên. Đó, đổ này. Ra kia tắm. Ừ, ra kia tắm. Ủa là bên đây có hai nhà là có hai hộ. Là cô ở trước. Đây cả nhà. Món cá nướng nè. Trời ơi thơm. Ồ cá tươi. Ồ bà cô đó bán cá rất là ngon nè cả nhà. Nãy thầy có quay rồi đó. Cô đang giả tiêu. Giả tiêu để xíu mình ăn cháo nè cả nhà. Ăn rồi đi qua qua kia. Đó. Để thì giờ. Nồi cháo nè. Giờ nêm. Dạ. Thôi đặt cháo con ơi. Dạ hơi đặt rồi con. Thôi đặt chăm chút dạ, nước. Dạ. Cho chút nước. Nè. Rồi cả nhà, cá nấu cháo. Ủa bên đây có dịch vụ chọn gói không cô? Ờ, cá nướng. Chọn gói là muốn chọn gói gì? Trời ơi, tuyệt vời. Ví dụ như con đi là con đặt đầu ngừng chứ 550 một suất ăn. Cháo. Miếng tiêu vô nha. Dạ con có chấm nè. Rất mệt ghê á. Ăn cá ngoài đảo nó khác ăn cá trong đất liền cả nhà ơi. Ngon lắm. Tuyệt vời. Cá chỗ nào? Cá đảo cá tư rồi ngon còn cá gì tới từ gồm cá muối đá hai ba con. Đúng. Thấy không? Thấy cô nói không? Rất là tuyệt vời cả nhà.
dời luôn. Muối gọi là đó. Cái bắp đây thì lột ra nướng rồi không hả? Dạ. Là để meo. Con cũng không biết. Bắp đây lột ra nướng. Lột ra chứ bắp. Ủa vậy dạ, ngoại nó không để lên trên cái dĩ hả ngoại? Dĩ nãy đâu ta? Thì lột ra rồi để lên dĩ. Dạ dạ. Bây giờ nướng meo thì phải để gì chứ? Sau khi ngốn xong á cả nhà thì mấy anh em quyết định đi bộ ra ngoài hồ Vô Cực để cắm trại nha cả nhà. Trời ơi, ta nói đi bộ 15 phút ra đây cái view hết hồn con tròn luôn cả nhà ơi. Mát mẻ rất là đẹp luôn nha. Ở dưới gần biển gần cả chục lều nữa nha cả nhà. Rồi, chào cả nhà nha. Hiện tại là bây giờ là 6 giờ sáng, Tài đang ở hồ Vô Cực ở Cù Lao nha cả nhà. Rồi bây giờ là ta sẽ quay vô cả nhà coi để buổi sáng như thế nào nha. Buổi sáng này đẹp lắm cả nhà. Đây cả nhà, đây là biển buổi sáng nè cả nhà. Hồ Vô Cực ha. Đó, rất là đẹp luôn. Phía xa xa kia là có mấy anh chị đoàn khoảng mấy chục người cả nhà. Sóng rất là nhiều luôn ha. Thì ta nghĩ là sóng như vậy cả nhà không nên tắm nha cả nhà. Nếu tắm thì mình có áo phao trang bị ha, chứ này rất nguy hiểm nha cả nhà. Nó hút ra xa đó cả nhà. Nó nguy hiểm đó cả nhà. Đây cả nhà. Hào quá trời luôn ha. Ừ. Rồi đem mấy con ốc nè. Đây cả nhà, đây là một hiện trường ha. Đó, của nam thanh nữ tú nào nè. Ăn xong rồi mình để tại chỗ luôn ha. Không đem lên trên đó để mình có bãi đốt nha cả nhà. Để đây ra dọn cả nhà. Đó, Cù Lao mái nhà kiểu này ra là mốt thành Cù Lao mái rác quá cả nhà ơi. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Tài đang đi bộ vô nha cả nhà. Nãy đang ở bãi hồ Vô Cực nha. Thì đi bộ vô. Thì mình đi bộ vô nó có cái đường này nè, rất là đẹp luôn ha. Okay. Đây là đường lên hồ Vô Cực nha cả nhà. Đó, cả nhà đi bên đây ha. Đây cả nhà. Ở đây thì hiện tại vẫn có giếng nước nha cả nhà. Đó. Cái giếng tuy mà nhìn ít nước thì nó mà xài hoài ha. Đó, cái đó là cái lối vô ha cả nhà. Lối vô đi qua biển, qua hồ Vô Cực ha. Đây cả nhà, đây là buổi sáng của Cù Lao mái nhà ha. Thì đây là tàu để đón Tài vô trong đất liền nha cả nhà. Đó, vô trong bến. Đây cả nhà, này là san hô nè cả nhà. Mà đã đai rồi. Ta nói với cả nhà một số thông tin ha. Thì ở đây có cho thuê lều để camping luôn nha cả nhà. Đây.
Lều này là lều cắm sẵn như vậy nè cả nhà ha. Đây lều cắm sẵn nè. Dạ chú. Này là chắc chỗ phòng thay đồ quá. Phòng thay đồ nè cả nhà. Năng lượng mặt trời ha. Đây khung cảnh buổi sáng quá mát mẻ. Rồi cả nhà ơi, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Bây giờ là Tài chuẩn bị đi vào đất liền nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, hiện tại thì Tài cũng đã vô tới trong đất liền rồi cả nhà. Rồi bây giờ Tài sẽ đi tắm và thay đồ để di chuyển tiếp địa điểm khác nha cả nhà. Mời cả nhà theo chân Tài nha. Rồi cả nhà, bây giờ là đi tắm nước ngọt nha cả nhà. Tắm nước ngọt thì 10.000, đúng không chị? Tắm nước ngọt thì 10.000. Đây, chỗ tắm nước ngọt nè cả nhà. Đây cả nhà, tắm mà cũng view xuống dưới biển đó nè cả nhà. Đó. Ui. Nè, thấy view biển không? Quá tuyệt vời. Đây cả nhà, qua đó bụng quá. Ghé chị ăn mì hải sản nha. Bao nhiêu tô chị? 20.000. Hả? 20.000 một tô nha cả nhà. Chị có bán sinh tố rồi. Bánh mì. Nghe cháu Hồng môi nha cả nhà.